hôm nay. Và chúng ta tiếp tục tìm hiểu tới một cái chi phần của Bát Chánh Đạo, đó chi tính ngữ. Và tính ngữ là chi thứ ba của Bát Chánh Đạo. Bây giờ hai cái chi tánh kiến và tánh tư duy chúng ta đã tìm hiểu rồi. Bây giờ chúng ta qua tìm hiểu cái thứ cái chi tính ngữ. Thì xin lỗi vậy là nó tính ngữ là một cái phương tiện. Nó năm nay ngôn ngữ là một phương tiện hay là lời nói là một phương tiện để chúng ta giao tiếp và bỏ bài những cái tư tưởng và bỏ bài những cái ý nghĩa cũng như là thông tin những cái gì gì đó mà nó cùng với nhau sao nắm bắt được. Và cái lời nói này rất là quan trọng, bởi vì những lời nói nếu chúng ta không khéo á, nó không có những cái lời tính ngữ á thì nó gây đổ vỡ rất là nhiều. Mà trong sách Thanh Tạo giải thích rằng đó là khi tánh ngữ sinh lên thì nó diễn từ tà ngữ. Nhưng mà thế nào là tà ngữ? Nó tà ngữ đây chính là cái bốn cái ác ngữ về cái lời nói, tức là lời nói dối, lời nói ác, lời nói chia rẽ và lời nói nhảm nhí. Và bốn cái lời nói này nó thuộc về lời là cái tà ngữ. Mà tánh ngữ sinh lên thì nó được diễn cái bốn cái tà ngữ này. Thì cái tánh ngữ á, theo ngài Sa La Phất thì ngài nói như vậy là nó cái người có tánh ngữ á, cái gồm có tất cả là năm chi phần được từ để thuộc về cái tánh ngữ. Thứ nhất đó là gì? Thứ nhất là cái người đó sẽ nói hợp thời, không nói gì cả. Cái thời nào mình nên nói thì nên nói, cái thời nào không nên nói thì không nên nói, chứ không phải lúc nào mình cũng nói. Cái đó là nói đó là nó học thời, chứ không phải là cái lúc nào mình cũng nói hết. Còn điều mà rất là tốt dạy chúng ta đó, như là một vị tỳ khưu mà muốn tố cáo một vị khác thì phải nói học thời, không có nói phi thời, tức là đúng chỗ để nói cách đúng lúc mức, không có nói sai lạc. Đó là điều thứ nhất. Là cứ là cái một công chi bằng tính ngữ là phải nói đúng thời, nếu nó không có nói sai thời. Chi bằng thứ hai nữa là nói sự thật, không có nói hư ngụy, tức là mình nói đúng sự thật, mà chứ không phải là mình nói sai sự thật. Mà tức là nói chung là không có dối đó, thì có chuyện có sai mà mình nói như vậy, thì không có nên là thêm vào một hoặc là bớt ra. Nói đúng một cách như vậy, tức là nói chân thật, không phải là nói hư ngụy. Thứ ba là nói với tâm từ, không phải nói với tâm sân. Tức là khi mà mình nói, cái tâm mình mát mẻ, tâm mình nó an tịnh, không phải là cái tâm mình nó đang bực mình khó chịu. Và cho nên cái điều mà khi mà quý vị mà cảm thấy mình bực mình khó chịu thì khoan ra nói. Mình nghĩ làm sao không? Và cho cái tâm mình nó lặng suốt, nó yên tĩnh lại thì lúc này nói. Bởi vì trong lúc mà mình khó chịu mà mình nói là chắc chắn là nó sẽ như lời không tốt rồi, nó sẽ không hay rồi. Rồi thứ ba, thứ tư nữa là nói cái lời lẽ nói là cái lời lẽ nhu hòa, không phải là lời lẽ cọc cằn. Nói với cái lời ôn hòa, không phải là nói những cái lời thô lỗ cọc cằn. Đó là chi phần thứ tư. Chi phần thứ năm của tánh ngữ là nói có lợi ích chứ không phải nói không có lợi ích. Mặc dù cái lời đó là nó thật, nhưng mà khi mà mình xét mình nói ra mà nó không có lợi ích thì đừng nói. Thế là mình cách mình đánh né, nếu buộc phải nói thì mình cũng sẽ nói ra một cách khác. Như có một câu chuyện là có một cái người ở ngoài cũng thành cũng từng vua của một cái thành vua. Thì cái người này có một người vợ, và cái người vợ này lúc mà mang thai lại có một nước muốn kỳ lạ là thích ăn những cái món của nhà vua, là những món mà thật của nhà vua. Thì ra nó bày tỏ cho cái người chồng biết. Thì cái người chồng á cũng nhờ cái vật thực của vua, mình trong khi mình là người dân rồi làm sao mình có được cái vật thực của vua. Mà nhưng mà biết tổng vua này là cái người rất là mộ đạo, rất là sùng bái như vị sa môn, cho nên cái người nông dân này muốn cạo đầu đi,
rồi mới lấy cái chiếc vải như chiếc y bỏ một vị tăng lữ mới phát lên cũng cầm cái bát đi và ông không đi đâu hết, ông đi vào cái khu vực của hoàng cung đó, đi vòng vòng ở trước hoàng cung mới ôm bát đi. Thì lúc đó đức vua ở trên đầu nhìn xuống mà thấy vị sa môn một cái niềm tính tâm của đức vua này nó có, và cho nên có vị thấy vị sa môn đang đi bát vậy đó, ông mới qua nghĩ, ông mới người xuống mới bảo hai người đầu bếp á đem cái món ăn mà dành cho ông. Đức vua thì mới tới mới đặt bát cái vào trong bát của cái vị sa môn dạy luôn này. Thì nói là như vị sa môn dạy hiểu nha, nó không phải là sa môn. Thì ông này cũng làm nó giả tạo mà ông kia nhưng mà những cái cách làm thì nó khiến ông vua cũng phát sinh nghi ngờ. Cho nên thì lời hoàng công mới sai một cái quan nói là ngươi để theo dõi cái người này và có phải là một vị sa môn thật sự hay không, về báo cho ta biết. Thì ông quan này cũng đi theo, tức là cái người sa môn gia hiệu đó khi mà có bác học được quân của vua đó mà thì là rất là mừng rỡ, cũng từ từ nên cái ông hội vàng lắm, cũng ra giả đạo mạo lắm. Nên từ từ thì cái ông quan phải giỏi đó, ông cũng theo từ từ thì ông theo biết người này người ta sao, thì ra tới cái cổng thành rồi thì cái người nông dân này thì cũng nghĩ là không ai còn biết mình nữa, cho nên mới đổi cái xe đi ra mặc lại bộ đồ nông dân và đi vào cái trong cái trò của mình á, mới đưa cái bát thịt thịt ra cho vợ. Cái người vợ ăn quá bát thịt nó là hết cái cơ ổn nghiến đó, thì em quen theo dõi nó mình thấy như vậy mới cảm nghĩ là nếu bây giờ mình nói á, nếu mà mình nói là sự thật á thì là cái cặp vợ chồng này sẽ chết. Thì em vừa không thể thấy mình cái tội mình lừa gạt vua thì là cái tội rất là nặng, là vua sẽ chém đầu ngay. Cho nên khi ông bày phải về thì ông vua hỏi anh thấy cái gì sa môn đó như thế nào, thì cái người này á buộc phải trả lời đó là tôi đại vương. Mà khi tới cổng thành á thì thành không còn nhìn thấy cái bóng dáng cái gì sa môn nữa. Tại vì khi ra cổng thành thì cái người đó chở ra cái đi ra rồi thì không còn nhìn thấy bóng dáng người sa môn nữa. Cái ông vua nghe vậy cử lầm ra nữa là cái ông sa môn này là kiến tắc của pháp thần thông ra nó cổng thành ba bức tiêu, cho nên cái người này cũng không thấy, cũng qua nghĩ quá rồi nè, mà cũng rất lớn cũng quý vị không biết có ba giờ gặp nha, tức là cái lời sự thật, nhưng mà cái người nó mình tạo cái công đức rất là lớn, rất là nếu mình nói không có thì xong nói. Thì một cái chuyện khác thì cũng ở trong cái cung một kinh cho chúng ta thấy là có một lần họ cái dương tử A Phá Giá, dương tử A Phá Giá là anh của vua A Sở Đế, tức là anh một cha các mẹ của A Sở Đế, tức là con của vua Bình Sa Dương. Mà dương tử A Phá Giá là tức là vô úy này, là cái người mà theo đạo Niết Hành Thá người ta có tá, tức là của cái ngoại đạo sư. Mà trong cái thời Đức Phật á thì cái đại ngoại đạo sư Niết Hành Thá người ta có tá này là một cái người tôn giáo hay là một cái chi phái mà rất là nổi tiếng từng chống lại Đức Thế Tôn. Mà cho đến hiện bây giờ cái đạo Phật trở tại Ấn Độ bị tiêu diệt, bị tiêu diệt bởi vì cái đạo Phật ở Ấn Độ á, mặc dù Đức Phật vừa xuất hiện ở Ấn Độ nhưng cái đạo Phật ở Ấn Độ á hiện nay á theo thống kê á thì độ khoảng 2 triệu tín đồ á. Quý vị cho là không nhiều nhưng thật sự không nhiều, bởi vì so với dân tộc của Ấn Độ nó khoảng 1.3 có 2 triệu tín đồ, với vị chi nó nhiều lắm nữa 200.000 tới 1.000 người chỉ có 2 người mà thôi. Trái lại đó, cái đạo Phật ở nhà ở Ấn Độ nó chỉ có 200.000, mà trái lại cái đạo mà Niết Bàn Thánh là mới ba, tức là cái đạo lợi thể nó là cường mạnh vô, nghĩa là tràn ngập khắp cái đất nước Ấn Độ. Cho nên vào đạo Đức Phật thì cái đạo mà Niết Bàn Thánh là mới ba là một cái đạo mà được chống rất nhiều đối với Đức Thế Tôn.
Thì lúc đó cái Amitá là đệ tử của Niên Thánh Atamabutta. Mà trong thời đó cái thì Đức Thế Tôn ta là một bậc đạo sư gần như là bất chiến bất thắng, không ai chịu phụng lại được. Và cho nên Niên Thánh Atamabutta mới chỉ dạy đệ tử mình là đệ tử Amitá. Bây giờ ông vô lãnh lễ Sa Môn Gautama, nó đặt Đức Tôn có phải những lời nói nào của Đức Thế Tôn cũng làm các quan sĩ vui lòng không? Còn nếu như Sa Môn Gautama nói rằng là bất kỳ lời nói nào của Như Lai cũng làm cho người khác quan sĩ vui lòng thì sẽ ông sẽ nhận lời rằng nói vậy thì Đức Thế Tôn nói rằng là Đề Bà Đạt Ta bị đất hút, thì cái lời nói lời bị đất hút đó thì không làm cho Đề Bà Đạt Ta quan sĩ. Còn nếu như Sa Môn Gautama nói là có những cái lời nói của ta khiến cho một số quan sĩ, một số không quan sĩ thì ngươi sẽ nhận lời như vậy, thì lời nói của ngài cũng đâu khác gì phạm nhân. Phạm nhân cũng có những lúc mà nói cho người ta quan sĩ, rồi cũng có lúc mà nói cho người ta không quan sĩ. Đây là một câu hỏi mà hai chiều rất là khó trả lời. Thì như tử áo giá mà nghe này đó, nếu mà làm cho Đức Thế Tôn mà biến đối thì ông sẽ nổi tiếng này. Thì nên là muốn nghe tỉnh Đức Thế Tôn vô để mà cai tăng cho ông hỏi câu này. Thì mới vừa hỏi ra thì Đức Thế Tôn đó, này như tử, có phải là câu hỏi này là câu hỏi hai chiều, tức là trả lời cái cách nào cũng bị dính bẫy hết sao? Thì như vậy là giá nó vậy là biết anh thánh là ta có phá thật cua rồi. Thế cái mặt nói là sao vậy? Thì như tử là giá nó cũng giống như cái người đập bẫy, gài bẫy, nhưng mới vừa gài bẫy đập bẫy người ta đã thấy cái bẫy, thì người đó sẽ như bị mua. Thì Đức Phật thì mới nói rằng này như tử có sáu lời nói, lời nói không phật, không mang tới lợi ích, người nghe hoan hỷ như lai không nói. Cái lời nói không thật mà người nghe không hoan hỷ, người nghe hoan hỷ. Ví dụ như những câu chuyện quý vị thường thường kể nhau là câu chuyện kiếm lâm thì sẽ hiện những câu chuyện đó là những chuyện không thật, để mà người nghe khoái, người thì nghe nghĩa là lời nói không thật, không mang tới lợi ích, mà người nghe hoan hỷ như lai không nói. Lời nói không thật, không mang tới lợi ích, người nghe không quan lý như là cũng không nói. Cái lời nói thật mà không mang tới lợi ích, người nghe quan lý như lai cũng không nói. Quý vị nhớ câu này, lời nói thật mà không mang tới lợi ích, người nghe quan lý như lai cũng không nói. Cái lời nói thật không mang tới lợi, người nghe không hoan hỷ như lai không nói. Rồi cái lời nói thật mang tới lợi, người nghe không hoan hỷ như lai tùy thời nói. Cái lúc nào mà thấy cũng bèn sẽ nói. Nhưng mà cái lời nói thật mà phải mang tới lợi thì mới nói. Còn lời nói nào là lời nói thật có lợi, người nghe hoan hỷ như lai sẽ nói. Như vậy quý vị thấy là tính ngữ là gì? Là cái lời nói thật nhưng mà phải mang tới lợi. Còn nếu mà nói thật mà không mang tới lợi, đôi khi làm trái ngàn người khác cũng vậy. Ví dụ như ví dụ trường hợp gặp một cái cô nào đi chung với một cái anh nào đó, rồi về nói với nhà người đó, hôm đó tôi đi gặp cái cô đó đi chung với anh đó, rồi nhiều khi cái người đó mà có gia đình á thì khiến cái nhà ta lộn xộn, cho nên là không mang tới lợi, lâm ra có những xảo xáo gì kia. Thì những lời này mặc dù nó là sự thật mà không mang tới lợi thì đừng có nói. Rồi đã không nói thì lúc đó nó là tính ngữ, còn nếu mà nói là cái gì ra là phản ứng ngay. Thì chúng ta nhớ điều đó. Thì cái trong Tân Kỳ Kinh của Phật Ngài dạy là cũng nói là cũng có ba cái lời nói. Lời nói như phẩm, lời nói như hoa, và lời nói như thùng mọc. Lời nói như phẩm là cái lời nói thô tục, lời nói ác, lời nói không nghe không thích thú. Không hờ phẩm là một cái thì một cái vật mà người khác không ưa không thích và nó hôi thối như thế nào vậy. Những lời nói độc ác
những lời nói xiên mới xỏ, những lời nói móc mới kiều, nhưng mà những lời đó nó thuộc về những lời nói được gọi là nói ngược lại. Nhưng mà cái lời nói ác á, nếu mà nhớ cái ác ý thì lời đó nó mới thuộc là lời nói như phẩm. Còn nói không ác ý thì nó không phải là lời nói như phẩm. Rồi tiếp theo nữa, mà Đức Phật này dạ là nó có lời nói như hoa. Đức Phật lời nói này á, nó như mái, nó cũng ngọt ngào, nó như hoa, nó như hoa á. Nhưng mà ở đây khi mà cái này cũng giải mới giải thích ra, hoa nó có bốn loại. Có một loại hoa đó là nó có sắc mà không có hương. Ví dụ như chúng ta thấy như một giấy rồi này vậy, nó đẹp lắm nhưng mà nó không hương gì đó. Thì cái này cũng như là nói rất ngọt ngào, rồi nói rất là nhân chương, nó là phi phú rất là nhiều. Nhưng mà nó lại không có lợi ích nào hết. Nó không mang tới một cái lửa thật hết, cũng giống như cái cành hoa nó cũng mặc dù nó xinh đẹp nhưng mà nó không có mùi hương. Thì cũng vậy, những lời nói như rồi dân qua 47 giống như những thơ ca kia, và những tiếng hát tiếng nhạc đây nghe nó im ái nhưng mà nó không có mang tới cái lửa thật cả. Họ tìm những lửa thật ở trong những cái tiếng nhạc hay là những cái kho tiểu thuyết hoặc là những cái chuyện mà cổ dân gian chẳng hạn, thì những cái điều đó, những lời nói đó nó được gọi là những lời nói như hoa, tức là nó im mái nhưng mà không ăn nó được. Ví dụ như cái bản nhạc mà cắt bụi của Trịnh Công Sơn vậy đó, các bụi mệt nhòi có gì không vui nghe nó hay đó, nhưng mà cái thực sự nó còn không có lợi gì hết. Các bụi làm sao mà nó bỏ nhiệt được, nó bị phóng đại, nó tư tưởng nó nằm mấy nè, nên cái lời nói này cần phải dẹp bỏ. Nó là cái loại này, cái lời nói mà giống như hoa mà nó không có sen, có sắc thì nó không được. Còn loại hoa thứ hai nữa, nó có một loại hoa nó hương mà nó không có sắc. Nên đó là cái lời nói này là nó cái loại hoa mà nó có hương mà không sắc đó. Cũng ví như là những cái bông trà lý rồi hoặc là những cái bông cắt nằm thế nó có mùi hương nhưng mà cái màu sắc của nó không đẹp. Thì cũng vậy, có những cái lời nói mang tới lợi nhưng mà nó không có cao chút, nó không có những cái tính chất tốt đẹp. Thì như chúng ta thấy rằng những cái câu Phật ngôn chẳng hạn, những câu Phật ngôn nó có những câu cao chút rất là tốt, nhưng mà cũng có những cái đoạn Phật ngôn mà chúng ta đọc mà chúng ta không hiểu gì cả. Nếu mà lại có được, lại nó có cái mùi hương trong đó. Nhưng mà cái văn chương cũng tùy theo cái người Nhật. Nhật nó cũng không có văn chương. Thật sự ra thì cái Phật này giảng ngôn pháp, đây là những cái ngôn từ này mặc dù rất bình dân, nhưng mà những cái ví dụ của Ngài rất là tuyệt vời. Nhưng mà nó vô lại vì tiếng người Nhật khiến cho nó không có được suôn sẻ. Đó là những cái là cái lời nói mà nó cọc cằn, tức là nó khô, nhưng mà nó có những cái ý nghĩa chánh đáng như vậy. Vì chúng ta thấy rằng cái đây là cái quý, là nó là quý như là cái loài hoa mà nó có hương mà không sắc. Cũng là hoa thứ ba nữa là loài hoa vừa có hương vừa có sắc, tức là có những cái loài hoa nó xinh đẹp mà nó lại là có mùi hương rất là tốt. Nên thì chúng ta đây là muốn ám chỉ cái lời nói này, nó có vừa có cái tính chất lợi ích mà nó có tính chất ngu hoa, là nó không có cái sự mà thô lỗ trong đó, nó không có cái sự mà bại đó. Nhưng mà cũng phải nhớ là cái lời nói ngu hoa đó là lời nói rất là chân thật, nó không phải là những cái lời nói nịnh nọt.
Thường thường những lời nói định đoạt á là nghe nó còn êm tai nhưng mà nó không có một giá trị. Những lời nói mà chúng ta thấy rằng nhu hòa nhưng mà nó phải có cái lợi ích trong đó thì nó mới đưa chúng ta đó có những cái kết quả tốt. Và lời nói thứ tư nữa là lời nói không hương cũng không sắc. Đây là cái lời nói chúng ta cần phải bỏ, tức là những cái lời nói mà thô lỗ cặp cằn nó không có mang tới lợi ích gì hết thì là nó chúng ta cần phải bỏ. Chúng ta thấy rằng cái lời nói mà thô lỗ cặp cằn á, nói với tâm ý sân, nói với một tâm ý mà khó chịu thì lời nói đó là mới gọi là lời nói thật ác. Mà cái người mà nói cái lời nói thật ác á, cái quả của lời nói thật thật ác á, người này sẽ gặp nhiều kẻ thù. Những kiếp sanh lên á, người ta sẽ gặp những cái điều không được cái hài lòng, không được cái tội ý. Còn nếu mà nói, mặc dù cái lời nói nó thô lỗ vậy đó, nhưng mà nó có cái ý mà thương yêu con nó thì không gọi là cái lời nói thật ác. Mà ví dụ giống như cái bà mẹ đó, hay là người cha thấy con bạc lộn mà nó có dạy mà còn nó không chịu nghe lời đó, người đó có thể là nói nó thật tức ra thầy mắng á, nhưng mà với cái tâm thương yêu thì cái lời đó không gọi là lời thật ác. Mà chúng ta cái thường thường cái nhân như mình dân thì chúng ta gọi là nói là nó lẫy thì cái đó là nó không gọi là lời nó quá. Thì ở trong cái câu chuyện mà cô cũng có một cái ngày trong cam này cũng nêu ra cái trường hợp này là có một cái bà mẹ đó là thấy con thường thường nó vô rừng bà không muốn và mới bắt nó ở nhà, nhưng mà đứa con này nó không có chịu ở nhà, rồi nó là muốn đi vào rừng nó chơi giỡn. Thì khi bà nói hoài đó, nó một hai nó cũng đi hoài, bà mới nói là con thì vô rừng nó coi chừng bị công rừng nó thượt con. Thì cái lời đó nó nếu tính ra đó là nó là lời đẹp mát, nhưng mà cái ý của mẹ không bao giờ muốn cho cái đứa con mình bị cái công rừng mình nó thượt theo. Và cho nên là cái khi mà đứa con đó, nó cãi lời cha mẹ đó, nó đi vào trong rừng, nó làm như là vào trong rừng á, thì nó cho chặt nữa là có một con trong rừng xuất hiện và cứ nhắm nó mà được, nó hút, nó kinh hoàng, nó sợ, nó chạy tới đâu trong rừng tới đó. Tới chừng mà nó thấy vậy nó sợ quá, nó mới nguyện nè, nếu như mẹ tôi á mà rủa tôi á mà muốn như tôi chết á, thì con trong này sẽ giết tôi chết đi. Còn nếu mà như mẹ tôi muốn chỉ phù dọ tôi để tôi nghe lời tôi ở lại đó thì là xin cho tôi được an toàn. Thì lúc đó nghe cái người con phát nguyện vậy đó, con cháu cũng nhìn ra tôi vừa chạy tới là nó dừng lại và nó bỏ như vậy. Tức là cái lời nói của bà mẹ và cái lời nói ác tức là muốn cho trâu rừng nó rượt đi nhưng mà ý mà không muốn cho cái lời đó không được gọi là lời ác. Thì chúng ta phải phân tích biết nữa. Còn cái lời nói thứ ba mà Đức Phật nói là lời nói như mật. Người mật là những cái người là cái vật mà người ta thích, người ta thích ăn, người ta thích nuốt vào và nó ngọt để nó thấm tất cả trong thân. Thì cũng vậy, những cái lời mà nói mật này á, là thứ nhất là nói về những cái tình tiết của cái pháp thoại nha. Mình nói về những cái Phật ngôn, mình nói về những cái giáo lý của Đức Phật. Thì thí dụ như quý vị thấy nè, cái mà quý vị mà cái giữ cái lời nói mà gây chia rẽ tức là mình nói xấu sau lưng, nói xấu sau lưng cái người khác thì cái lời đó không phải là lỗi nước mặt. Mà ví dụ mình thấy người ta có lỗi mà mình nói một cách gọn gàng ở trong một cái nói này là một vị tỳ khưu nhỏ hạ gặp một cái vị tỳ khưu lớn hạ về thấy vị tỳ khưu lớn hạ làm cũng bị làm phạm luật á, thì mới hỏi là tập ngày ngày làm như vậy á có phạm giới thì không thì em nghe nói việc mình cũng ngộ lại là không có vi phạm cái điều học phạm giới và cũng nói là
Hoặc là quý vị sẽ thấy rằng khi thấy người ta đang làm việc mà bất tiện, còn quý vị chỉ thắng người ta làm việc bất tiện, thì cái lời nói đó nó không có tác dụng, lời nói nó khó chăng đó, và cũng là chỉ là cái lời nói mà cũng như hoa có hương mà không sắc, khiến người nghe họ khó chịu liền. Còn nếu mình lời nói như mặt người thì nói là thay vì chị làm như vậy chị đừng làm như vậy, chị làm như vậy có phân lên lời tốt rồi à, thì cái lời nói đó được gọi là nói như mặt, và khiến người ta nghe ta nghĩ nó tốt. Và cho nên cái mặt này cũng dạy chúng ta đó, rồi nói thì nói đúng thời, rồi đối với những người mà có cái tâm mà bỏ sẻ như kia đó, mà mình nói về cái bố thí thì là bị phản tác dụng này, người đó sẽ khó chịu và sẽ cho là bên mình là có những cái tư tưởng không được tốt. Và trong kinh cái phần này là cái người lớn người bỏ sẻ mà mình nói về pháp bố thí đó thì là ác đó, tức là nó không có tiếp tục được à. Và cái người đó người có giới hạn, cái người mà không có giới hạn mà nói về giới hạn đó là ác thuyết à, không có tốt đẹp. Và đối với những người mà không có trí tuệ, mình nói về trí tuệ thì là ác thuyết. Ví dụ như trong cái hội chúng không phải là hội chúng học duy trì pháp cái này, còn cứ mở ra mình nghĩ mở ra là tâm sở pháp hướng bàn nha, thì chút xíu nữa là có những cái sự bất bình và không đồng ý được phải lên này. À, cho nên khi chúng ta nói gọi nói đúng lời như vậy, cái tránh ngữ ở đây một là chúng ta không có vi phạm ở trong cái nói dối, thứ hai là không vi phạm nói tập bạn. Cái người mà nói dối đó ở trong cái bốn lời này quý vị phải tập như thế nào để không bao giờ nói dối. Bởi vì một khi mà nói dối đó, nó sẽ cản trở cho quý vị cái chứng đạo quả của bạn. Ừ. Mà trong một bài kinh gọi là giáo giới lao ra tiểu kinh, tức là lao ra quý vị biết là đó là con của Đức Thế Tôn, mà đây là một cái người con mà tên như là con một nữa nha, mới gì sinh ra thì mà tử lao ra thì là Đức Thế Tôn với Bồ Tát đã đi xuất gia rồi. Ừ. Cho nên á bà Gia Du là la đó, tức là mẹ của lao ra đó, rất cưng chiều cái cậu bé Rao La này, mà hơn nữa lại là cháu nội của vô tình bạn nữa, như những người có thể là kế vị cho trong tương lai, cho nên được nuông chiều, do tính nuông chiều vậy đó, mà cho nên hoàng tử Rao La nó có một cái tội, một cái bệnh hay là một cái thói quen là thường nói dối để mà tiêu cực những người khác, người xung quanh. Cho nên khi mà được Đức Thế Tôn gia bảo ngài sáng lập cho xuất gia, thì giai đoạn đầu ở lúc đó là người ta 37 tuổi, mà do sống trong hoàng cung nó được nuông chiều vậy rồi quen với nó, cho nên sống trong cái tăng đoàn này là ông sư di ra hòa đó, chuyên môn nói dối để mà những vị thầy cô á mà nghe mắc mất lõm á, là ông cười giỡn mà chờ thôi. À, cho nên cái sự mà nói dối này đem tới cái sự tai tiếng cho thái tử cái Sa Di Lao Bà, thì Đức Thế Tôn một hôm cũng đẹp ngày đi tới chỗ cái ở chỗ Lao Bà, và bưng một cái thau nước để Đức Thế Tôn rửa chân. Sau khi rửa chân rồi số nước còn nhiều lại đó, về Đức Thế Tôn ngài mới hất bỏ, lại còn là chút ít nước trong cái chậu nước thôi. Tôi nói rằng này Lao Ba, cái đời sống Sa Di quả thật vô vị, giống như chúng ta chút ít nước còn trong cái chậu này nè, nếu còn nói dối nha. Rồi ngài mới chút ít nước ra nè, rồi mới nói rằng này Lao Ba, cái đời sống Sa Di nó sẽ trống không nếu như còn nói dối. Yeah. Rồi ngài mới đem cái chậu đó quay ngược trở lại, đảo lộn lại, mới nói rằng này Lao Ba, cái đời sống Sa Di nó sẽ bị đảo lộn nếu như còn nói dối. Và cuối cùng ngài dạy cho này Lao Ba, này Lao Ba hãy học Phật rằng ta sẽ không hề nói dối dù là để nói chờ. Mấy cái bài kinh này được ghi ở trong giáo giới Lao Ba ở trong một gần, nên chúng ta nên phải tập. Bởi sao
Bởi vì khi mà chúng ta còn gian dối, tức là chúng ta không chấp nhận sự thật, và đã không chấp nhận sự thật thì chúng ta sẽ không thể nào chứng đắc được đạo quả. Mà cái mục tiêu chúng ta là để không phải là quý vị đừng có một ý nghĩa là chúng ta đang tu đi dây duyên, không phải, mà chúng ta phải tu để chứng đắc đạo quả. Mỗi cái ngày lấy đi nhé, ngài nói rằng á, ngài giải ra là một cái chúng sanh nào còn trôi lăn trong dòng luân hồi này á, là người đó đang đứng giữa hai ngọn lửa. Một ngọn lửa là ngọn lửa sẵn sàng lôi xuống bốn cõi cảnh, nó đã có, và một ngọn lửa sẽ lôi xuống cõi cảnh, chính là ngọn lửa mà nó sẵn sàng lôi người xuống bốn cõi cảnh đó, chính là những ác bất thiện tâm của bạn. Những ác bất thiện tâm làm nó tổ chức nó lôi xuống bốn cõi cảnh. Như chúng ta thấy là cái mà hoàng hậu Monica ngồi ở đâu, đứng ở đâu, nằm ở đâu, mà cũng nghĩ là ngày mai cũng dùng cái tiền không có gì. Hay vậy mà chỉ còn thả một lần nói dối với vua anh nè, lúc gần chết nhớ là cái lời nói dối nó rớt xuống cái điều một bảy nè, may là nó bố thí nhiều đó, mà còn như vậy. Thì cho nên chúng ta mình phải thấy là tránh ngữ, tức là mình dứt khoát là không hề nói dối dù chỉ là nói chơi nha. Cho nên thứ hai nữa chúng ta đó, cái lời nói cái người mà nói dối đó là không có thể chứng đắc được đạo quả. Quý vị đừng có nghĩ là nên mình có gian duyên, tại vì quý vị đang đứng giữa hai ngọn lửa, ngọn lửa thứ nhất là những ác các thiện pháp đã làm ở trong quá khứ, ngay trong hiện tại này cũng đã làm. Bây giờ quý vị ở trong hiện tại này, trong hiện tại quý vị đang ngồi đó, mà có thể là có những tâm thiện chăm chú nghe pháp, hay là đang quán tưởng về những việc làm của mình kia một cách tốt đẹp, thì có thể là thiện. Nhưng mà chút xíu mà ra đó thì những bất thiện pháp lên, tham sân nó sinh lên rất là nhiều. Thì như ngay trong cuộc biết kiến hiện tại thì như vậy, là một cái ngọn lửa mà bất kỳ một bất thiện pháp nào cũng đủ sức để lôi chúng ta xuống với một cảnh. Như quý vị biết rằng đó là cái câu chuyện mà con Lâm Dương mà Eka sắp lá tức là như cầm có rác đó, tôn 10.000 năm mà chỉ khoảng một cái giới thôi, tức là một con cỏ thôi, chết lá sinh là một con dương, mình làm rắn nó khổ sở vậy, nó làm rắn thì không thể chứng đắc đạo quả được. Cho nên chúng ta phải cần phải lưu ý cái chuyện đó. Trong cái những cái giới đó, quý vị đừng có chơi, đừng có nghĩ khi mà Đức Phật này chế định cho cái người ở chúng ta mà không cái giới không nói dối đó. Thứ nhất thì cái quả không nói dối đó là được sự người khác tin tưởng. Thứ hai là tôn trọng được cái sự thật. Và khi mà đã tôn trọng được sự thật đó, thì quý vị sẽ thẩm thấu được cái gì là khổ, cái gì là nguyên nhân sự khổ, mà thẩm thấu được cái đó rồi thì là mình mới chứng đắc được đạo quả. Những vị thánh, tôi nói là những vị thánh từ bậc chữ lưu trở lên không bao giờ vị nào nói dối, không có bao giờ vị nào mà nói dối cả. Mà quý vị muốn làm bậc thánh thì phải tuyệt đối không nói dối. Rồi một lần nữa thứ hai mà để cho quý vị là phải lo sợ đó. Còn đó là ngọn lửa ác bất thiện pháp sẽ tạo. Có ai biết là ngày mai á, ngày mốt mà quý vị không có cái tâm bất thiện không? Mà mỗi khi một cái tâm bất thiện người kia nó quay nó về thì là nó đủ sức nó dẫn mà xuống cái bốn cõi cảnh. Cho nên chúng ta phải tập tâm này, giữ giới mình rất là tốt, thứ là không nói dối, thứ hai tiếp nữa là không bao giờ nói cái lời chia rẽ. Mà cái lời chia rẽ đó chúng ta nói nếu như không khéo, may là quý vị là những người học tử, chứ nếu là một sư đó mà nói sau lưng đó, nói xấu sau lưng đó để nghe chia rẽ, coi chừng chia rẽ hai tăng cúng với nhau nó phạm vào cái tội gọi là những người tại tội, tức là chia rẽ tăng. Mà chia rẽ tăng là chắc chắn phải rớt xuống cái sự chia rẽ, nói là chia rẽ là không phải chỉ là nói không thôi, mà cũng có thể là một thân luôn, là một thân luôn.
Mà là mình thân thì chúng ta đã, trong thời hiện tại chúng ta thấy gì? Ví dụ giống như quý vị thu thu âm rồi đem cái lời này vô ra người can nghe cái này như vậy. Cái đó là chia sẻ phần thân, đó là phần dụng cụ như cái máy thu âm như thế này như vậy. Thì cái đó tôi coi chia sẻ phần thân, thì thân nó sẽ xấu thôi chứ có gì đâu. Nhưng cái quan trọng là coi chuẩn bị đó xuống của con cảnh. Là thì bởi vậy cho nên cái nỗ lực của chúng ta là ra là tránh bốn cái điều ác ngữ, tức là không nói dối nha, không có nói lời gian như lẽ, không nói ác. Cho nên cái người nào mà dừng được cái tâm khó chịu thì Như Lai rất là khen ngợi. Biết là cái người nào có tâm thanh tâm sân á, tâm giận khó chịu á, thì khuyên quý vị phải nói là làm sao cho mình làm ra cho tâm mình bớt được, không còn sân nặng nữa, mình kiềm chế được. Thì lúc đó là nó sẽ cái lời nói mình sẽ ôn hòa nhiều hơn. Nói thông thường thì chúng ta phải nghĩ là nếu mà mình giận lên mình nói thì ngày xưa sư rất là giận nhiều, mỗi tiếng này. Nhưng mà sau này thấy thấy được cái tai hại nè, mình là cái người ngu. Bởi vì khi mà mình nói á thì cái lời nói của mình ở gần cái lỗ tai mình, đúng không? Thì rồi mình là người nghe trước, người ta không nghe sao thì thôi bớt lại từ từ, thì dần dần nó quen đi, thì dần dần nó quen đi, kèm chế được tâm sân từ từ nó sẽ dịu bớt gì với cái tâm mà. Và đúng không, cảm thấy này là tại vì cái đó mình sanh lên cố gắng niệm đi hết, có đầu mình nói niệm thì như vậy nó không có nói là ác, không nói là chia sẻ. Nhưng mà một cái điều mà cái người tử ta dướng mắt nhiều nhất đó chính là cái lời nói nhảm nhí. Lời nói nhảm nhí là gì? Là bàn luận về cái thế sự là một, bàn luận về chuyện vua là hai, bàn luận về chuyện anh hùng là ba, bàn luận về chuyện mỹ nữ là bốn, bàn về những ngay nguồn gốc của tinh tú biển sông vân vân. Bởi vì cái điều đó là nó không mang tới lợi cho mình, nó chỉ là một cái sự vui thức nào đó cho mình giải trí mà thôi. Cho nên cái phần chính chánh ngữ này muốn nói là năm chi phần thứ nhất là gì? Là mình nói đúng thời, cái thời nào mình nên nói và thời nào mình không nên nói nha. Chứ không phải lúc nào cũng nên nói. Nên Đức Phật dạy rằng là khi hai vị tùy vô gặp nhau thì một là đạt luận về pháp, hai là phải như ngã bậc thắng, tức là thay đổi đề phục thiện. Thì trong cái cách ngữ của mình cũng phải có cái tâm để tu tập về cái đề phục thiện. Để khi mà thấy gì mình thấy gì nói bô lô ba la này kia mà cho vui thì mình thay đổi được cái thở của mình, còn đi vô ra như thế nào để cho mình hạn chế được cái đó. Cho nên hạn chế được cái lời nói nhảm nhí. Quý vị đừng cho cái lời nói nhảm nhí nó không có kết quả xấu đâu. Mà lời nói nhảm nhí nó có đủ khả năng dẫn quý vị xuống bốn cột cảnh, mặc dù không phải là địa ngục, nhưng mà nó có thể là dẫn đến cảnh giới xuất tăng. Quý vị thấy như nếu mà lời nhảm nhí nó làm cho tâm chúng ta bị bấn loạn, thì có thể chúng ta sẽ sanh làm những loại sinh sanh như trùng như này. Cuối cùng nó ngay cái hệ thần kinh nó rất là yếu, rất là yếu. Cũng vì vậy nó đi tìm cái nơi ẩm thấp nó ở, mà cái hệ thần kinh của nó chỉ còn chừng 8 hoặc 10 cái neuron thôi, nó rất là yếu. Mà cho nên nó không có suy nghĩ được những cái ấy. Mà do cái hậu quả, một trong những hậu quả đó là mình nói nhảm nhí nó nhiều, nói những cái điều mà không có mang tới lợi ích gì, nó rất là nguy hiểm. Và cho nên tốt nhất quý vị là nói về chuyện này, tốt nhất là nói về những cái định tu thiện, nói lên cái đó là mình nói cái tốt này là tốt đẹp nhất. Và cho nên cái chi phần này nó cũng đứng gọn. Nhưng mà tóm lại cho quý vị nhớ, nếu nói đúng thời để qua nếu là chánh ngữ thì trước tiên là chúng ta trừ, tức là không nói bốn cái tàn ngữ, là không nói dối, không nói sơ minh, tức là nói làm thật ra. Thứ ba nữa là không nói ác, thứ tư nữa là không nói nhảm nhí. Và nếu nói thì những lời đó, nếu nói những lời có lợi ích thì thứ nhất là chúng ta phải nói hợp thời,
Thứ hai chúng ta phải nói với cái tâm từ. À, thứ ba chúng ta phải nói trên cái lời nói nhu hòa. Và thứ tư là nói cái lời mang tới lợi ích. Và tốt nhất là cái lời nói chân thật. Chân thật có mang tới lợi ích. Đó là cái thời pháp chúng tôi ở thứ gì này. Bởi vì chỉ có một kỳ phần thôi, tức là cái chất nữ. Cho nên quý vị giữ được cái đó thì quý vị sẽ bước tới gần tới bạn, và cũng đó là cái đạo lộ chúng ta đi tới. Vào những cái thời pháp này chúng tôi nghe cũng dùng bài này, mà muốn báo lên lên cũng dùng cho con chúng ta. Và đây là em làm cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng nương theo quả lúc này xin lời hưởng đến tất cả chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở bên chùa Phật Hải này. Còn mong có ngày quan hệ tạo dụng, xin tạo dụng lời xin gia hộ đi cho con chúng ta, cũng như toàn thể chư Phật tử luôn được an vô tự tại, được tất quá trong Phật pháp. Mà nương theo quả lúc này xin đem tới lời an lành cho Phật Hoàng Quý Thuộc có toàn thể chư Phật tử hiện ở đây. Nếu nào có cảnh thì sẽ về nhà cảnh, còn ra nhà cảnh thì bố báo là thân thượng thêm. Nếu là Phật Hoàng Quý Thuộc còn đang tại tiền thì được sự an vô tự tại, được tất quá. Và sau cùng nương theo quả lúc này xin hồi hướng tất cả chúng sanh ba giới bốn lời đều được an vui bình an đồng điều nhau các bạn. Nam mô Bố Tát Giá, Nam mô Ma Ma Giá, Nam mô Sa Ma Giá. Sa thú, sa thú.